Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc đang đến gần. Mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội của Ban quản lý di tích Côn Sơn Kiếp Bạc đã hoàn tất như cải tạo cảnh quan, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn tốt nhất cho du khách về tham quan chiêm bái. Lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay tưởng niệm 722 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương và tưởng niệm 580 năm ngày mất anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, tôn vinh triều đại nhà Trần trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, qua đó nhằm tuyên truyền quảng bá những giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và du khách thập phương trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc diễn ra từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 âm lịch, với nhiều nghi lễ truyền thống như lễ cáo yết, lễ tưởng niệm 722 năm ngày mất anh hùng dân tộc Hưng đạo Đại vương, lễ tưởng niệm 580 năm ngày mất anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, lễ xuất bộ, lễ khai ấn và ban ấn Đức Thánh Trần, lễ hội quân trên sông Lục Đầu, lễ cầu an và hội hoa đăng, lễ dỗ Đức Thánh Trần. Bên cạnh đó có nhiều hoạt động phần hội đặc sắc được tổ chức như múa rối nước, đua thuyền, đấu vật hát chèo, hát quan họ và một số hoạt động đặc sắc khác. Công tác cải tạo cảnh quan môi trường được ban quản lý di tích quan tâm. Khu di tích Côn Sơn, cảnh quan được chỉnh trang với nhiều loài hoa cây cảnh như mẫu đơn, hồng cổ sapa, bách thủy tiên, cầm tú cầu, cúc chi, ngọc hân để hướng tới kỷ niệm 580 năm ngày mất anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Các loại hoa, cây cảnh được cắt tỉa chăm sóc theo những mô hình khác nhau, tạo điểm nhấn và không gian rực rỡ cho di tích. Khu vực bàn cờ tiên, ngũ nhạc, khu vực trải nghiệm Côn Sơn cũng được chỉnh trang như phạt cây, sửa sang bậc đá. Khu vực đền thờ Nguyễn Trãi, Ban Quản lý Di tích đã cho trồng hoa, cây xanh, nạo vét lòng suối, kẻ đá chữ nước, trồng súng, bách thủy tiên là điểm check in lý tưởng của du khách. Tại khu vực kiếp bạc, công tác chỉnh trang cảnh quan cũng đã hoàn thiện. Trước nghi môn đền, hai bên đường thần đạo được trồng nhiều loài hoa rực rỡ, phía nam xếp đá tạo thành các ô vuông trồng cỏ nhật, hoa cúc. Phía bắc các loài hoa được trồng thành những vòng tròn đồng tâm, biểu thị sự vĩnh cửu trường tồn. Khu vực đê sông Thương trước cửa đền Kiếp Bạc, Ban Quản lý Di tích đã cho cải tạo, trồng cỏ nhật, hoa giấy và dựng biểu tượng vạn kiếp là điểm trích in lý tưởng của du khách. Cùng với đó, Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc đã tiến hành trang trí đèn lồng, bao sái di tích, kiểm tra tăng cường hệ thống chiếu sáng, trang trí cờ, hệ thống biển chỉ dẫn, tuyên truyền giới thiệu di tích, công tác vệ sinh môi trường được tăng cường. Ban quản lý di tích đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương lập phương án cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách. Với công tác chuẩn bị tích cực, Ban quản lý di tích Côn Sơn Kiếp Bạc hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một mùa lễ hội an toàn ý nghĩa và văn minh con sơn kết bạc là địa chỉ đỏ tâm linh là điểm đến lý tưởng của du khách